Xuất phát từ hai bàn tay trắng, chị Hồ Thị Diễm Thúy sinh năm 1978 ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, bắt đầu khởi nghiệp với ý tưởng nấu sữa hạt sen làm kế sinh nhai. Tuy nhiên, sản phẩm sữa sen chai tại cơ sở hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản nên có hạn sử dụng chỉ khoảng nửa tháng. Khó kéo dài hạn sử dụng để phát triển trên thị trường. Chị Diễm Thúy đã không ngừng tìm tòi từ nhiều nguồn. Chị đã nghiên cứu tạo ra và mạnh dạn đưa vào sản xuất sản phẩm sữa sen bột. Đến nay, sản phẩm sữa sen của chị Thúy có mặt trên thị trường các tỉnh miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh. Sữa sen chai thì vận chuyển nó rất là khó, thì lúc đầu cũng trăn trở lắm. Tại vì nếu mình từ mà sen chai thì người hiện tại thì người tiêu dùng á, người ta cứ dùng liền thôi, người ta không có chịu mà phải về pha chế. Nhưng mà do cái sen chai nó vận chuyển rất là khó, cho nên mới suy nghĩ ra là mình phải làm cái sữa sen bột. Còn cô gái chỉ mới 9X này, Lương Thị Diễm Trinh, sinh ra tại làng hoa Sa Đéc, thủ phủ hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã biết tận dụng lợi thế nguồn hoa phong phú và tình yêu với hoa, gắn bó với hoa mà chế biến thành các sản phẩm trà thiên nhiên. Để có nguồn nguyên liệu đảm bảo an toàn, Trinh liên kết với các nhà vườn trồng hoa hồng theo hướng hữu cơ để có hồng sạch. Ngoài ra, Diễm Trinh còn tận dụng diện tích hơn 1.000m2 của gia đình để trồng hoa đậu biếc, đinh lăng, nguyệt quế. Tất cả đều được trồng theo phương pháp sinh học, không sử dụng phân bón hóa học. Thì nó là một cái sản phẩm vừa tạo kinh tế cho chính bản thân mình, vừa nâng cái giá trị của bông hoa ở các cái vườn hoa và sau đó là nó vừa khẳng định giá trị của làng hoa Sa Đéc. Trong thời gian qua thì phụ nữ thành phố đã có mở nhiều cái lớp tập huấn hướng dẫn, mời nghệ nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về để mà hướng dẫn cho các chị em phụ nữ biết chế biến ẩm thực từ các loài hoa. Thì qua cái lớp hướng dẫn tập huấn đó thì có rất nhiều chị em đã xây dựng ý tưởng và đã thực hiện cái ý tưởng khởi nghiệp từ qua. Có thể nói phong trào khởi nghiệp giúp nhiều chị em phụ nữ Đồng Tháp chủ động tìm hiểu và nâng cao kiến thức về kinh doanh, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đặc biệt từ tâm thế quyết tâm khởi sự, lập nghiệp, các chị đã biết khai thác và phát huy thế mạnh từ nguồn tài nguyên bản địa, tạo nên giá trị độc đáo trong từng sản phẩm, thể hiện tình yêu quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.